Thưa quý vị, nữ mạng tuổi Ất Tỵ là người có số hưởng, ý chí cuộc sống vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, luôn có quý nhân giúp đỡ. Họ có vận số tốt, đặc biệt trong năm 2022 có thái âm chiếu mệnh, khả năng cao sẽ có nhiều điều tốt lành đến với bản mệnh. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý bạn tham khảo nội dung chi tiết của video ngay sau đây. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2022, nữ mạng sinh năm 1965, tuổi tính theo âm lịch năm 8 tuổi, sao chiếu mệnh thái âm, cát tinh, mệnh phú đăng hỏa, hỏa khắc kim không tốt, địa chi tuổi tuổi Tỵ gặp năm Dần không tốt, thiên can tuổi can Ất gặp can Nhâm bình hòa. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ là người có số hưởng, ý chí cuộc sống vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, luôn có quý nhân giúp đỡ. Họ có vận số tốt, đặc biệt trong năm 2022 có thái âm chiếu mệnh, khả năng cao sẽ có nhiều điều tốt lành đến với bản mệnh. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng tham khảo nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2022 nữ mạng. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có ngũ hành nạp âm bản mệnh là phú đăng hỏa, mang ý nghĩa ngọn lửa rực cháy mạnh mẽ và không dễ dàng vụt tắt. Trong bát trạch phong thủy, mệnh tuổi này thuộc cung đoài, là một trong những phi cung của Tây tứ mệnh. Vào năm 2022, Ất Tỵ sinh năm 1965 đã bước vào tuổi 58 tính cả tuổi Mụ. Dựa vào mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can, địa chi của tuổi và năm, ta có thể luận giải được vận trình tử vi của nữ Ất Tỵ sinh năm 1965 là tốt hay xấu. Theo năm âm lịch, 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành kim của năm Nhâm Dần tương khắc với hành hỏa của tuổi Ất Tỵ, dựa vào thiên can, Ất thuộc mộc, bình hòa với Nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, Tỵ với Dần đều nằm trong bộ tứ hành xung, lục hại và tam hình. Từ đó ta có thể kết luận, bản mệnh Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm Nhâm Dần có phần bình hòa yên ổn nhờ có thái âm chiếu mệnh, tuy nhiên vẫn sẽ tồn tại những chuyện kém may mắn trong năm vì Dần với Tỵ đều là nằm trong bộ đầy đủ tương hại. Để duy trì một năm an nhàn, bản mệnh cần phải cẩn thận hơn và làm nhiều điều thiện để hóa giải vận rủi. Để tăng cường tài vận và hóa giải những hung họa do sao xấu mang lại, những gia chủ tuổi Ất Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí hàng đầu chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước của kim bài có in hình thái tuế tinh quân, năm 2022 là Nhâm Dần hạ ngạc đại tướng quân. Mặt sau có in lệnh phù thái tuế, mang theo kim bài bên mình để nghênh đón thái tuế, để được ngài ban phúc xá tội hóa giải nghiệp lực cùng với những vận hạn do sao xấu mang lại. Luận giải cụ thể về tử vi năm 2022 tuổi Ất Tỵ trên mọi mặt. Dưới đây là tổng quan tử vi năm 2022 của nữ tuổi Ất Tỵ trên các phương diện sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp, đối với năm 2022, công việc của nữ giới tuổi Ất Tỵ đã đạt được những gì mà bản mệnh luôn phấn đấu. Đây chính là thời điểm quý bà cần để cho bản thân nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài cố gắng vì sự nghiệp. Với những công việc văn phòng, bản mệnh đã có thể an nhàn nhận lương hưu mà không cần phải chịu trợ giúp từ con cháu. Đối với các công danh sự nghiệp, quý bà sức khỏe vẫn tốt, có thể tiếp tục quản lý sự nghiệp của mình. Nhờ có sao thái âm cho nên công việc sẽ suôn sẻ và phát đạt. Tuy nhiên, quý bà cũng cần phải chú ý các khoản thu chi để tránh xảy ra hao hụt, bởi lẽ năm Dần là tương hại với nam sinh của Tỵ, bản mệnh. Ở độ tuổi này, quý bà không còn đặt nặng vấn đề về công việc, bản mệnh có thể dành thời gian cho gia đình, vui chơi với con cháu hoặc làm những công việc nhẹ nhàng để cho cuộc sống thêm phần thú vị. Tình cảm gia đạo. Gia đạo của quý bà tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2022 Nhâm Dần này đong đầy hạnh phúc cùng viên mãn. Con cháu đều đang trong quá trình phấn đấu vì sự nghiệp nên rất nỗ lực và hiếu thảo với cha mẹ ông bà. Bản mệnh với vốn kiến thức uyên bác là nơi con cháu và bạn đời học hỏi thêm nhiều điều. Bản tính lương thiện của quý bà cũng là điều mà con cháu luôn tôn trọng. Nữ giới Ất Tỵ có tính cách nóng nảy nhưng lại rất tốt bụng và nhiệt tình. Vì tuổi già nên đôi khi bản mệnh sẽ cảm thấy cáu gắt với mọi thứ xung quanh. Lúc này, điều quý bà cần làm đó là thư giãn và trò chuyện với con cháu trong gia đình nhiều hơn để khuây khỏa phần nào. Tài lộc. Năm Nhâm Dần 2022, tài lộc của nữ giới Ất Tỵ sinh năm 1965 tương đối dồi dào. Bản mệnh có thể thu nhập ổn định và có nhiều khoản dư, lương hưu hay các khoản kinh doanh bên ngoài đủ để quý bà chi tiêu trong cuộc sống. Ngoài ra con cháu cũng sẽ thăm hỏi và gửi quà biếu thường xuyên.
quý bà nên dành một khoản chi tiêu cho bản thân, mua những gì cần thiết và tránh chi li quá mức. Sau quãng thời gian dài cống hiến cho công việc và gia đình, đã đến thời điểm quý bà cần đãi ngộ bản thân thật tốt. Bên cạnh đó, để tăng cường tài lộc, quý gia chủ tuổi Ất Tỵ cũng cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng thần chú Bát Nhã Tâm Kinh để tịnh tâm, khai sáng trí tuệ. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình năm được hành thông thuận lợi, tăng cường sức khỏe và khai mở cung tài lộc cũng như kích hoạt sự nghiệp thăng tiến bền vững. Sức khỏe. Sức khỏe của nữ giới Ất Tỵ trong năm 2022 sẽ có phần không tốt bằng các năm vừa qua, bởi lẽ do tuổi già nên cơ thể lão hóa rất nhanh. Để cải thiện sức khỏe, quý bà nên tập luyện những bài tập thể dục phù hợp cùng với chế độ ăn uống hợp lý, hoặc là với điều kiện dư giả, quý bà có thể dùng thêm các loại thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe. Vì gặp phải hạn huỳnh tuyền, quý bà có thể bị những cơn đau đầu chóng mặt, nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên và tập các bài tập giúp thư giãn đầu óc. Ngoài ra bản mệnh nên ăn các loại thực phẩm tươi xanh, ít chất bảo quản để có được một đường ruột khỏe mạnh. Xem sao hạn của tuổi Ất Tỵ nữ mạng trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của nữ tuổi Ất Tỵ trong năm 2022. Sao chiếu mệnh. Trong năm Nhâm Dần 2022, sao chiếu mệnh của quý bà sinh năm 1965 là sao Thái Âm. Sao Thái Âm đại diện cho may mắn và phú quý, giống với sao Thái Dương, nhưng ở đây là lộc do bản thân tạo ra. Nhờ có sao Thái Âm bảo hộ, vận khí của nữ Ất Tỵ có thể được xem là vô cùng tốt, mọi việc đều ổn thỏa, xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên chú ý tránh chi tiêu quá mức hay tỏ vẻ không tôn trọng với những người yếu kém hơn. Ngoài ra, để phúc trạch kéo dài, bản mệnh cũng nên tích cực làm các công việc thiện nguyện. Hạn tuổi. Nữ giới sinh năm Ất Tỵ sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi hạn sao huỳnh tuyền trong năm 2022. Sao huỳnh tuyền thường được gọi là đại hạn về sức khỏe, vậy nên quý bà cần phải chú ý chế độ ăn uống hàng ngày, tích cực tập các bài tập thể dục để cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, quý bà nên tránh những chuyến đi hay là việc làm ăn liên quan đến đường thủy và hạn chế cho người khác vay mượn. Gặp phải hạn huỳnh tuyền, bản mệnh nên tránh đứng ra bảo vệ cho bất kỳ ai để tránh tai bay vạ gió. Hóa giải sao hạn. Để hóa giải những điều kém may mắn do sao huỳnh tuyền gây ra, quý bà cần dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, đi kèm đó là chế độ dinh dưỡng phù hợp cũng như các bài tập để cải thiện sức khỏe. Quý bà nên hạn chế hết mức có thể để các hoạt động liên quan đến sông nước, tích cực làm từ thiện, giúp đỡ người cơ cực nếu có thể để hạn chế xảy ra các hạn xấu. Ngoài ra, để giảm tối đa những chuyện gây hại đến bản thân, bản mệnh nên hạn chế tham gia vào những vấn đề không liên quan tới mình. Ngoài những cách nêu trên, nữ giới tuổi Ất Tỵ có thể hóa giải hạn huỳnh tuyền bằng phương pháp dâng sao giải hạn truyền thống. Quý bà nên tới những ngôi chùa uy tín để nhờ các sư thầy làm lễ dâng sao, thành tâm cầu nguyện những xui rủi sẽ đi mất. Ngoài ra, các thầy phong thủy cũng khuyên gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn đeo vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để tăng cường sức khỏe, hóa giải vận hạn do sao xấu mang lại. Đây chính là pháp khí được chế tác theo tuổi tam hợp của gia chủ Ất Tỵ, mang theo vòng bên mình sẽ được quý nhân che chở giúp đỡ hòa hợp vợ chồng, hòa hợp gia đạo cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống và công việc. Khi mọi việc được hòa hợp hanh thông, tài lộc ắt sẽ tự đến với gia chủ. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, nữ tuổi Ất Tỵ trong năm 2022 này sẽ có nhiều điểm mốc cần phải chú ý tới trong cuộc sống, cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, nữ giới Ất Tỵ có thể tận hưởng trọn vẹn một cái Tết ấm cúng cùng với gia đình của mình. Những lời chúc của các cháu sẽ góp phần đem lại may mắn đến cho quý bà. Tháng 2, vào tháng này mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, công việc hay vấn đề gì cũng đều ổn thỏa. Tháng 3, trong tháng này quý bà có thể sẽ gặp nhiều triệu chứng đau đầu, chóng mặt, bản mệnh nên đến các bệnh viện uy tín để thăm khám. Tháng 4, tài lộc sẽ đến với quý bà trong tháng 4 này, ngoài ra có thể sẽ đón tin vui về con cháu như là thăng tiến trong công việc. Tháng 5, tháng này mọi chuyện có vẻ bình hòa, quý bà nên dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình. Tháng 6, con cháu có thể thường xuyên ghé thăm quý bà trong tháng này. Bên cạnh đó, nữ tuổi Ất Tỵ nên cho con cháu các lời khuyên hữu ích. Tháng 7, gia đình hòa thuận. Đôi khi sẽ có vài tranh cãi nho nhỏ. Lúc này, quý bà nên để cho mọi người tự giải quyết với nhau, vì đôi khi cãi vã lại là cách để thấu hiểu nhau hơn. Tháng 8, bản mệnh có thể tập thêm những bài tập mới hoặc là đăng ký lớp học về yoga để có thêm những trải nghiệm mới mẻ. Tháng 9, nữ giới tuổi Ất Tỵ tháng này nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi cũng như sắp xếp lại mọi chuyện. Tháng 10, trong tháng này quý bà có thể được thăm hỏi bởi một họ hàng xa hoặc một người mình quen biết từ lâu nhưng mất liên lạc.
Tháng 11, quý bà nên chú ý đi lại trong tháng này, ngoài ra nên giữ tinh thần thoải mái để tránh những cuộc tranh cãi không đáng có trong gia đình. Tháng 12, dường như mọi việc đều ổn thỏa vào tháng này nếu có những chuyến đi du lịch, quý bà nên hạn chế đi. Kết luận, với những thông tin trên, hy vọng các quý bà tuổi Ất Tỵ sẽ có góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022. Tổng thể, năm nay là một năm cực kỳ tốt với bản mệnh, tuy nhiên vẫn cần phải cẩn trọng trong vấn đề đi lại và sức khỏe, đặc biệt. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022 Nhâm Dần này, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất về video mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an.